các bạn, hôm nay phần lớn của mình là tổ chức hội cho hội vườn rau thu nhỏ gặp mặt tại vườn lớn ở Tân Định, Bến Cát. Thì các bạn đến đây rất là vui để trao đổi và giao lưu các loại cây trồng, cây ăn trái. Rất là nhiều người ở rất là xa, ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên hội vườn rau thu nhỏ tổ chức, cho nên cũng có nhiều cái rất là bất ngờ. Mời các bạn theo dõi. Nhưng mà bứng thì có chủ, bây giờ có chủ đâu, có lại nó không cho. Dạ. Vậy thì bà con cô bác mình ơi, ở khu vực này thì tất cả các cây là chúng ta được quyền ngắm thoải mái, ngắm bằng mắt, nhìn bằng mắt, ngửi bằng mũi, và chúng ta không được rờ. Thôi mà, chỉ được sờ, chỉ được sờ. Và có một cái khu vực là khu vực ẩm thực, bà con có thể ăn thoải mái. Đúng rồi. Ăn thoải mái, ăn no. Không được về về. Đúng rồi. Chị cô bác mỗi người sẽ đến ban tổ chức ở cái bàn ngay cái phòng vườn rau thu nhỏ để nhận cho mình một lá phiếu. Để khi mà ban tổ chức đọc số chúng ta trúng thưởng thì mình sẽ được nhận một phần quà nhỏ. Trong những cái phần quà nhỏ, phần của mọi người, các anh chị cô bác mỗi người đến góp một cái phần quà trong chương trình hôm nay, thì ta sẽ chia đều ra. Đúng rồi. Và hên xui, hôm nay số mình đỏ mình sẽ được cây sung mà
trị giá một tí. Đó, cho nên là chương trình hôm nay rất là hấp dẫn, ai không đi hối hận. Cũng thay mặt cái ban quản trị vườn rau Thu Nhỏ, trước hết là cảm ơn tất cả các bạn ở rất là xa, là thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đồng Nai là có Biên Hòa, nhiều cái địa phương khác đã tới đây chung vui. Sau này lớn hơn và nơi chúng ta sẽ là chia sẻ các cái kinh nghiệm trồng rau, trao đổi các loại cây giống, cây độc lạ. Và bên cạnh cái buổi trong những ngày đầu buổi trưa, ăn trưa thì các bạn là góp vui hết lên cây nhà lá vườn. Lần đầu tiên tổ chức nó có nhiều cái sơ sót này, cũng mong mọi người bỏ qua cho. Rồi giới thiệu với mọi người Nguyệt Quang là đấy, ai muốn tham quan cái khu vườn bạn Nguyệt Quang thì sau cái đợt mình ốp hội ở đây sẽ có một ngày ốp hội của tem Bình Dương tại khu vườn của bạn Nguyệt Quang, mình gà kèo gì đó. Bạn Nguyệt Quang là có thể nói là trồng rau là xinh đẹp nhất, cây nhiều nhất. Là hồi trước cách đây là 7-8 năm là em đã có trồng một lần, nhưng mà lúc đó là kiểu mà cô độc một mình á, cho nên là không có biết kinh nghiệm gì hết. Thì sau hơn 1 năm á thì đất bắt đầu nó bị lạc màu hết đi, các bạn mới bê bỏ hết, là tính là dẹp cái sự nghiệp trồng cây rồi đó. Xong rồi vừa rồi là cái đợt dịch vừa rồi đó, xong rồi kiểu như là mình quá rảnh rỗi không biết là cái gì, phải ở nhà cũng như là lại nén chồng bê đất bê chậu lại chồng. Phải nén chồng là phải lén, tại vì chồng đã bê xuống chậu một lần, chồng rất là ngán rồi, cho nên là em phải lén bê mỗi ngày, tha một ít lên mấy thôi. Xong rồi tới khi mà nó hoàn thành xong rồi thì thôi chồng hết nói được rồi. Rồi là chồng bê lại luôn, bê cây mà bê vợ luôn đúng không? Yeah. Đó, rồi bắt đầu là mới là em mới lên trên mạng đó, rồi tham gia những cái mọi nhóm chia sẻ với nhau về cái kinh nghiệm là trồng đất, trồng đất là xử lý đất với là xử lý ấm bệnh này kia. Thì sau hơn 1 năm quay lại thì hôm nay là em đã tạm ổn. Dạ, thì hôm nay là cũng có vui với lại buổi hội của mình, thì em có đem một số cây lên để một lát là chia sẻ tặng cho mấy anh chị. Thì trong đây thì trên tay em đang cầm đó là cây hoa đồng tiền, thì em đại diện cho vườn cây Nguyễn Thị Chính đã là hỗ trợ đi một cái chặng đường từ ngày đầu tới bây giờ với chú. Thì một số có phải chạy chạy bên kia đó, một số có phải cây rất là độc lạ em có đem lên, thì nếu mà anh chị có quan tâm thì một lát em sẽ gửi tặng anh chị mỗi lần đó. Dạ. À, cảm ơn rất là nhiều. Em chào mọi người, em tên là An. Đến Facebook của em là Anna Picasso mọi người. Ở đây là sản phẩm con dơi, cái nhà lá vườn của mẹ em á, là dưới nhà em có chạy dơi. Nói chung là mọi người trồng cây là mọi người nhất định phải bón xuống con dơi nha, cây thì dưỡng chất lắm mà khô dễ bỏ. Dạ, em muốn rồi, cảm ơn các bạn An rất là nhiều. Bạn An là phải sẵn con dơi và làm sung cũng rất là nhiều, sung đẹp luôn ấy, rất là ngưỡng mộ. Em có mang 2 cây sung ở đây làm chương trình tặng cho mọi người. Rồi cảm ơn em, 2 cây sung chút xíu là của Quốc Tâm và bạn Vương. Bye.
Vườn lớn của mình là tổ chức cho cái hội vườn rau thu nhỏ gặp mặt tại vườn lớn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.